Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Nói về chủ đề hướng nghiệp thì mỗi người đều có cho mình một nghề nghiệp nhất định. Nhưng Thanh muốn hỏi một điều là nếu như John không làm biên đạo và dancer nữa thì John có nghĩ ra cho mình một cái nghề khác nào phù hợp với mình không? Có. Yeah. Ví dụ John muốn làm nghề gì? Stand up comedy. John muốn làm hài độc thoại hả? À, mà tiếng Anh. Tại phải tiếng Anh hả? Dạ, mình không có biết đủ tiếng Việt. John, can you make a tongue twister? Có nghĩa là Thành hỏi là John có làm câu lẹo lưỡi được không? Tiếng Anh đi, cho John dễ. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, how many pickled peppers did Peter Piper pick? I can do it also. Yeah. Peter Piper pick a pickled pickled peppers. A pickled pepper, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a pickled peppers, where the pickled pepper Peter Piper pick? Yeah! Cảm ơn John. Còn Khuê, nếu như Khuê mà không làm hoa hậu, không làm người mẫu đi, thì Khuê có nghĩ ra một cái công việc gì mà mình cảm thấy phù hợp không? Khuê chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà tự nhiên ngồi hôm nay ngồi ở đây có anh Trấn Thành, mình nghĩ sao mình không làm MC giật mic của anh Thành ha? Hay chứ. Một MC mà cao, mà đẹp như thế thì còn gì bằng đúng không ạ? Anh cũng hy vọng là một ngày nào đó sẽ dẫn chương trình chung với Lan Khuê ha. Còn anh Đàm, nếu anh không hát thì anh nghĩ là cái công việc gì sẽ hợp với anh? Stylist. Cô nghĩ vậy. Stylist hoặc là bán hộp xoàn. Chứ hiện giờ là anh Đàm là đang bán hải sản rồi đó. Thế mà còn bán hộp xoàn thì em chưa nghĩ tới. Dạ. Thưa quý vị, ai cũng sẽ có một cái nghề yêu thích nhất của mình. Người bán hộp xoàn ha, người thì làm stylist, người thì làm MC và người thì làm stand-up comedy. Chứ chưa ai nói là làm tiếp viên hàng không. Bởi vì nếu mà các anh chị muốn làm tiếp viên hàng không thì em xin quên giấc mơ đó đi. Là bởi vì ngày hôm nay có một người làm tiếp viên hàng không rất là hợp. Và tôi nghĩ là không ai đẹp bằng cô ấy đêm nay. Xin chào đón Tố Tố. Yeah. Mình sẽ đóng vai là một tiếp viên hàng không và anh Lộc sẽ đóng vai là một cơ trưởng. Điều khó khăn nhất đó là mình phải làm sao quyến rũ anh Lộc. Và thật sự là mình rất là ngại. Tại khi mà chị Thảo, vợ chưa cưới của anh Lộc đang đứng đó thì cảm giác rất là kỳ luôn. Nhưng mà mình phải gạt những cái thứ đó qua thôi để quyến rũ được cơ trưởng của mình. Trước giờ mình thu mình lại, mặc những cái áo thun nam, rồi những cái quần nam, những cái đó che được cái lớp mỡ của mình. Mình không còn chăm chút cho bản thân mình nữa. Và mình cũng không còn muốn bộc lộ những cái tính cách của mình ra nữa. Nhưng mà bây giờ là được khen rất là đẹp thì cảm thấy là những cái nỗ lực của mình bỏ ra rất là xứng đáng. 20 năm rồi mình mới được khen như vậy. Chẳng có gì chung giữa đôi ta. How can I love you, how can I trust you, how can I miss you now? Khi mà anh dối trá, bao nhiêu lời cay đắng xót xa. I wanna hit you, I wanna hurt you, I wanna get you down. Chẳng còn anh bên em, sao chẳng còn phải buồn đau thêm. Because don't cry, because don't cry. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn ngại ngần, chẳng mong chi sẽ chẳng dành nước mắt cho anh. Because don't cry, because don't cry. Chẳng còn khờ dại, chẳng còn ngại ngần. Các bạn thân mến, tôi nói thiệt, phi trưởng mà mê cái cô flight attendant này như vậy, tôi nói thiệt, tôi không dám lên cái chuyến bay này. Ông không biết ông bay vậy đâu. Dễ thương quá, sexy quá. Một tràng pháo tay cho Tố Tố và Đinh Lộc. Quá đẹp. Quý vị và các bạn, nếu yêu thích họ,
dự đoán họ được giám khảo lựa chọn xuất sắc nhất tuần. Soạn BN khoảng cách 03 gửi 8369, 3.000 đồng một tin nhắn. Tôi thấy là Đàm Vĩnh Hưng rất thích thú. Xin mời anh. Một cái sự pha trộn rất là vừa đủ. Khi người ta đang mong chờ nhất thì tụi em lại đưa ra cái bà lề, sau đó lại chơi cái trò mà dẫn người ta đi vòng cái những cái bước nhảy hiện đại ha, sau đó đang cần nhất cái đưa ra bà lề 3-4 lần như vậy luôn. Nó rất là thông minh, cái sự tính toán sắp xếp nó rất là tuyệt vời. Nhìn cái vết bầm trên người của Tố rất là cảm thương. Nghe nói là bệnh vào bệnh viện đó đúng không? Rồi nhịp tim đang bị thay đổi rất là nhiều. Anh vừa nghe báo cáo tình hình sức khỏe của em, mà em vẫn cố gắng làm cho cái bài thi nó trọn vẹn. Ánh mắt vẫn rất là tự tin, diễn xuất hết mình, nụ cười tỏa nắng đúng nghĩa luôn. Còn Lộc vẫn luôn là một soái ca thượng thặng của game show này. Nhưng mà để mà hoàn hảo 100% thì cũng chưa phải. Vẫn còn có những cái chệch choạng nhỏ thôi. Có thể hôm nay là lượng nhiều cho nên là sẽ giảm chất đi. Nhưng mà em nghĩ như này anh Hưng, anh nhìn khả quan hơn đi, là tại vì các bạn mới, đây là tuần lễ đầu tiên khi các bạn nhận một nhiệm vụ mới là 2 bài một tuần. Em nghĩ là sau tuần này là các bạn sẽ quen dần rồi. Trấn Thành nhớ là ngày xưa trong cuộc đời tôi đi dẫn chương trình về nhảy múa, là tôi nhớ mãi cái câu nói này của bạn Hồng Nhung là top 4 đầu tiên của thử thách cùng bước nhảy. Bạn ấy từng nói với tôi rằng là em cảm thấy đẹp nhất khi em bầm. Tôi nói ủa sao kỳ vậy cưng, gái ai cũng chân ta thẳng, ta không có thẹo này nọ. Nói em chân em thẹo em bầm em lại thích. Nói thưa anh, vũ công mà không bầm thì làm sao là vũ công. Tôi nhớ mãi cái câu đó, là suốt cuộc đời tôi không bao giờ quên cái câu đó. Và rõ ràng ngày hôm nay mặc dù cái chân của bạn bị tàn phai bởi gạch, bởi những cái cú té, nhưng mà rõ ràng đó là những cái vết dấu kỷ niệm của sự cố gắng của mình. Và tôi tin chắc rằng nó đẹp hơn bao giờ hết đối với riêng chính bản thân bạn và một số người đồng cảm với câu chuyện của bạn, đúng không quý vị? Mời Lan Khương. Tố hôm nay em rất là đẹp. Em đẹp bởi vì em tin là em đẹp. Chị rất là cảm động khi mà em nói câu nói rằng đây là lần đầu tiên sau 20 năm có một ai đó khen em đẹp. Em đẹp không phải vì người ta khen, mà bởi vì khi mà em cảm nhận được và em tin rằng mình đẹp, lúc đó em thật sự đẹp. Và chị muốn ngày hôm nay dù cho em tiếp tục đi tiếp hay phải dừng chân tại chương trình này, chị muốn khi bước ra khỏi chương trình em phải luôn như thế, luôn tự tin vào bản thân, luôn cảm thấy mình đẹp. Chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm nhận được điều đó, bởi vì em thật sự đã rất đẹp. Rất là đồng cảm với Lan Khuyên. Đúng thưa quý vị, trong cuộc sống cái niềm tin của chính bản thân mình quan trọng lắm. Tôi có một người bạn thân, anh ta luôn tin mình đẹp, và đó là cái lý do thành công của anh ấy tới ngày hôm nay, đó là chỉ vì anh Đức. Và rất là thành công trong bất cứ những lúc anh ấy bước ra sân khấu. Còn một nhân vật nữa biết không? Ai anh ạ? Trời ơi, lấy một cái tên hẳn luôn, Long đẹp trai. Trời ơi, mà nó có đẹp đâu. Nhưng mà sợ, anh ấy tin anh ấy đẹp là được. Gàng lắm. Quan trọng thưa quý vị, cuộc đời của hơn thua nhau là niềm tin thưa quý vị. Cảm ơn Lan Khuê đã có câu chuyện rất tuyệt vời. John. Nói chung thì cái bài này nó rất là sung. Thì như Lan Khuê nói, hôm nay em rất đẹp. Chừng nào anh thấy em nhảy jazz nè, động tác rất đẹp, hip hop rất đẹp, khiêu vũ rất đẹp, ballet không đẹp bằng. Tại mấy cái thể loại kia em làm rất là mạnh, rất là chất. Thì anh mong muốn cái ballet của em bằng mấy cái thể loại kia. Mấy cái động tác chân và tay của em cũng làm tốt. Nhưng giống anh nói từ đầu chương trình, top 5 đó thì nó phải tốt hơn nhiều nhá. Không có chê bài này, anh rất thích. Anh chỉ góp ý cho em nhá, tại anh rất muốn em thành công. Cảm ơn anh John Huy Trần. Ý anh John nói là những thể loại khác em đã nhảy đẹp rồi, thể loại này em đẹp triển vọng. Em hiểu không? Tuyệt vời lắm cưng ạ. Mình lấy điểm nha. Mời Khuê. Thật ra ban đầu chị cho em một con điểm khác. Thế mà nhưng sau đó bởi vì ngày hôm nay em tự tin là em đẹp, cho nên chị sẽ cộng thêm một điểm nữa. Rồi, ra rồi. Con điểm. Điểm tỏa sáng hả? Chính. 9 điểm. Các thí sinh khác ra em nào cũng phải tự tin là em đẹp đi nhớ nhau nha. Đẹp có quyền, bất chấp thiệt chứ. Mời John. 8 điểm. Wow. Đẹp đẹp. Bây giờ thì anh sẽ tin là tiếp viên hàng không hơi tròn một chút cũng có thể có lối đi cho người khác. 8 điểm. Chúc mừng bạn. Một bài diễn khá là thành công ha. Chúc mừng hai em. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt nữa cho Tố và Pilot đẹp trai Đình Lộc. Cảm ơn hai bạn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành.